thì đây là cái lọc gió zin. Cái lọc gió zin này chạy được khoảng chừng đâu đó khoảng chừng 5 hoặc 6 nghìn cây gì đó. Tại vì mình thay một cái lọc gió zin trước đây rồi, thì xe hiện tại là bây giờ đang ở mức 18 nghìn 19 nghìn cây. Mình đã chạy cái lọc gió DNA được khoảng 1.000 cây nên cũng khá là tự tin để review. Nói chung là cũng có được cảm nhận để làm mấy clip đánh giá. Thì đối với cái lọc gió zin, đây là cục zin, cái lõi lọc ở trong này nè, cái lõi lọc ở phía bên trong á, phía bên trong này nó làm bằng giấy. Vì nó làm bằng giấy nên chúng ta sau một khoảng thời gian sử dụng á, chúng ta không thể tái sử dụng được. Tại vì khi mà giấy mà gặp nước á, thì đương nhiên á, là nó sẽ rã thành bột và nó mất đi cái tính năng lọc. Nên đối với cái lọc gió zin á, chạy được khoảng 10.000 hoặc là 10.000. Một số người thì có thể chạy được 15-20 nghìn, rồi người ta sẽ thay thay. Nhưng mà với điều kiện khí hậu với chất lượng không khí ô nhiễm như Việt Nam á, thì khói bụi này nọ, mình nghĩ tầm 10.000 là thay là được rồi. Tại vì đây nè, như các bạn thấy ở trong này nè, không biết có thấy được không, mình sẽ zoom sát lại một xíu để cho các bạn dễ thấy. Đó, nó nổi hai cái màu. Đó, cái màu xanh nè, cái màu xanh ở đây á là cái màu của cái lọc gió lúc mà mới xuất xưởng. Sau một khoảng thời gian sử dụng á, thì nó đã biến thành cái màu đen rồi. Nó đã biến thành cái màu đen. Đó, nó đã biến thành cái màu đen rồi nè. Đó. Thì cái lọc gió này mới chạy được đâu đó tầm khoảng 5.000. Nó là đen hết rồi. Thì các bạn đã hình dung được là ở Việt Nam á, cái lọc gió này nó là phải nó có cái điều kiện làm việc khắc nghiệt hơn so với những cái nước khác như ở châu Âu hoặc là châu Mỹ. Thì đó, sau khi quy trình thay của cái lọc gió này thì cũng đơn giản lắm, tháo ra, gỡ bỏ 4 ốc, vứt cái lọc gió cũ đi, gắn cái lọc gió mới vào. Cái lọc gió cũ này là coi như là không còn xài được nữa. Bên Honda họ làm gì, họ tái chế hay như thế nào thì mình không biết được, nhưng mà chắc là có thể là họ sẽ giữ tái chế là cái phần vỏ phía bên ngoài và sẽ thay cái loại giấy bên trong. Thì đối với cái lọc Kinen như các bạn nhìn thấy ở trên, đối với cái lọc gió đầu như các bạn nhìn thấy ở đây, toàn bộ cái này đã nó làm bằng chất liệu cotton, nó là bằng chất liệu cotton nên thành ra thì mình có thể vệ sinh lại và tái sử dụng được sau khoảng 10 hoặc là 15.000 cây. Mình thì mình vẫn prefer là 2 lần thay nhớt. Mỗi một lần thay nhớt của mình là 5.000 cây, thì 2 lần thay nhớt là 10.000 cây, thì mình sẽ vệ sinh cái này một lần và thay nhớt, thay lọc nhớt luôn một lần. Còn một số anh em thì có thể là thay nhớt sớm hơn, ví dụ như là 2.500 hoặc 2.000. Nhưng mà mình nghĩ là đối với nhớt mà tổng hợp hoàn toàn và nó chỉ như chỉ số nhớt tốt á, thì 5.000 cây vẫn có thể sử dụng được. Nói chung đó thì mình cũng để ý khá là kỹ là cứ tầm khoảng từ 3.000 cây trở lên đó, là trước khi mình đi tour mình sẽ chích nhớt lại một lần. Và nếu mà nó không bị hao hụt á, thì mình sẽ để đi tiếp. Còn nếu mà nó bị hao hụt mà mình cảm thấy rõ là mình sẽ đi thay liền. Đây thì chính vì cái cấu tạo như thế này á, mà cái lọc gió độ nó có thể hiệu quả hơn cái lọc gió zin. Các bạn có thể thấy nè, hai bên nè, đây là lọc gió zin, lọc gió độ. Thì lọc gió zin nó có một cái lớp kẽm ở đây, một cái lớp kẽm phía bên ngoài, một cái lớp lưới mắc cá nhỏ xíu rất là mịn tay để bảo vệ. Thì nhưng mà chính cái lớp kẽm này nó lại làm cho cái lọc gió nó bị mất cái tính hiệu quả đi, nó bị cạn bớt gió, thì đương nhiên là nó sẽ bị cạn bớt gió hơn so với cái cấu tạo của cái lọc độ.
Đấy, có tạm cái lọc đỏ là nó gần như là nó phơi hết ra ngoài như thế này. Và vậy nó sẽ hút vào nó khá là nhiều. Nó sẽ hút vào được nhiều gió hơn. Nhưng mà cái gì nó cũng có tính hai mặt của nó. Với cấu tạo như thế này á, thì cái khả năng chống thấm nước của cái này nó sẽ kém hơn zin. Của cái lọc gió đỏ nó sẽ kém hơn zin. Đây các bạn nhìn thấy là cái lọc gió đỏ này trước khi nước nó qua được á, nó tới được cái lọc gió giấy phía bên trong á, thì nó sẽ qua được cái lưới lọc mắc kéo này cái đã. Thì bạn nào mà gắn cái lọc gió đỏ thì cũng nhớ chú ý cái vấn đề này khi mà mang chiếc xe mình đi lội nước. Đây, đây là lọc gió zin, còn đây là lọc gió đỏ. Thì nó chênh nhau tới 48,92% cái lưu lượng gió. Đó, thằng Linh đây nó làm mấy cái này nè, nó làm tốt lắm. Nó có so sánh, nó có hình chụp, nó có voucher, nó có đầy đủ thông số. So với thằng Kine nó thì nó chỉ có một thông số duy nhất, đó là giá bán. Rồi, vậy thì giới thiệu sơ sơ là như thế. Thì lý do gì chúng ta cần tới một lọc gió đỏ nha? Tại vì nếu mà chúng ta đi một chiếc xe zin cũng có thể đi được ngon lành, bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì, thì việc gì chúng ta phải thay một cái lọc gió đỏ. Vấn đề ở đây là khi mà chúng ta có sự can thiệp vào, thay đổi vào cái bô xăng lửa của chiếc xe. Cụ thể chiếc xe mình đó là mình đã thay cái bô bằng một cái bô khác. Và mà thẩm mỹ thì chính người Mỹ ấy, nhưng mà mình thấy cái bô này nó thứ nhất là nó đẹp hơn, thứ hai đó là nhẹ hơn cái bô zin rất là nhiều, và nó cũng cho cái tiếng bô nó ấm hơn. Nói chung là mình chạy mình cảm thấy vui hơn. Nhưng mà vấn đề ở đây là khi một mình, mặc dù mình đã chọn rất là kỹ nha, mình đã chọn một cái bô của Acabovic mà làm riêng cho cái dòng 500X và 500F và 500R. Như các bạn thấy trên chiếc xe này, cái phần bô này là cái bô được Acabovic làm riêng cho cái dòng CB500X và 500F. Thì ở cái lon bô này nó có một cái cổ inox nối thẳng xuống với cái đầu ra. Thì so với những cái bô khác á, so với những cái bô mà ở cái những cái dòng mà những cái xe khác đó, thì nó chỉ có một cái lon thôi, và cái cổ này vẫn phải nối. Nhưng mà cái bô này á, tại vì nó làm riêng cho cái dòng này á, nó coi nè, cái chỗ nối nè, cái đường ống nối nè, nó được hàn chết luôn, dành riêng cho cái dòng này, và nó được cân chỉnh này nọ đo đạc sao cho nó phù hợp nhất đối với dòng xe. Ngay cả như vậy thì khi mà chúng ta bỏ đi cái DB Killer á, nè, như trên xe mình bỏ cái DB Killer rồi, thì cái đầu ra nó quá thoáng, cái đầu hơi ra ở đây nè, nó bị thoáng quá. Cái đầu hơi ra mà nó quá thoáng á, thì nó sẽ dẫn tới một cái hiện tượng đó là cái hơi ra nhiều hơn cái hơi vào khi mà chúng ta sử dụng cái lọc gió zin như thế này. Cái lọc gió zin như thế này nó không cung cấp đủ gió cho cái động cơ, nên thành ra khi mà chạy ở những cái vòng tua thấp bình thường nó sẽ không có vấn đề gì cả, tại vì khi đó cái gió do cái lọc này cung cấp nó vẫn đủ để cho cái động cơ nó đốt xăng. Nhưng mà khi mà chúng ta ép động cơ ví dụ chạy những cái vòng tua cao, chạy redline thì nó sẽ có gặp một cái hiện tượng đó là gió đi qua cái lọc này nó không có đủ để nó không có đủ bù vào cái lượng gió bị mất do cái bô nó quá thoáng, thì nó sẽ sinh ra một cái hiện tượng là bị hợp. Cái hiện tượng nó bị hợp đó thì nó dễ nhận biết lắm, nó giống như khi các bạn đi bước mà hụp cái chân vậy đó, bước xuống cầu thang mà bị hụp cái chân á, nó sẽ lê xong nó khẩn xuống cái, nó lên xong nó khẩn xuống cái. Thì đó là vấn đề của những người mà đi cái bô nó quá thoáng so với cái bô zin mà không có thay lọc gió.
thì để cải thiện cái đó thì chẳng có cách nào khác là việc chúng ta chỉ có hai cách thôi. Một á là làm sao đó để cho đầu ra và đầu vô, ở đây là một cái bài toán nó đặt ra, làm sao để đầu ra và đầu vô nó để nó bằng nhau, hoặc là đầu vào nó sẽ lớn hơn cái đầu ra, nó sẽ không có bị không có hiện tượng bị hợp. Thì chỉ có hai cách thôi, một là bịt cái đầu ra nhỏ lại hoặc hai là nới cái đầu vào nó bự ra. Thì mình đâu ai có thể mua một cái bô độ rồi và bịt lại cho nó nhỏ với cái bô jean. Chỉ có cách là mua cái bô độ xong rồi chúng ta lại phải mua một cái lọc gió độ để gắn vào cho nó phù hợp với cái bô độ. Thì nói chung thì cả hai giải pháp đây nếu mà để hoàn hảo nhất thì đương nhiên là chúng ta sẽ bỏ lên bàn dyno và căn chỉnh lại ECU. Nhưng mà với cảm nhận hiện tại của mình bây giờ là khá là ổn. Thì vì cả hai cái sản phẩm này, cái bô và cái lọc gió đều là dành riêng cho cái dòng này á, nên thành ra mình nghĩ là cũng không nhất thiết phải đi căn chỉnh ECU đâu. Cứ như vậy là đi cũng được rồi. Vì dù sao đi nữa thì cái xe này cũng không phải là một cái xe dành cho việc chạy tốc độ cao là chạy hết công suất. Nói chung là không phải quá quan trọng vào cái việc đó là phải đi lát lại ECU này nữa. Như vậy là ổn. Rồi. Đó là nói sơ sơ về giới thiệu sơ sơ về cái lọc gió. Vậy thì mình bỏ cái lọc gió zin đi qua, bỏ cái mấy cái này linh tinh này xuống. Vậy thì trong cái hộp này nó có cái gì? Thì trong cái hộp cái lọc gió thì nó sẽ có một cái lọc gió. Cái đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái điểm mình chê ở cái thằng DNA này là cái hộp này nè. Những cái thông số này không phải là thông số dành cho cái xe Honda CB 500 mix, mà có lẽ là nó làm chung một cái kiểu hộp như vậy là để tiết kiệm chi phí. Nói chung thì nó không chỉ là nhỏ thôi, nhưng mà không sao, nhưng mà mình thích ở đây nè, cái chạc này nè. Nếu mình thích cái biểu đồ của cái này là biểu đồ dành cho cái dòng xe Honda CB 500 mix hơn. Nói chung á là khi mà bán một cái sản phẩm nào thì cái chạc, cái biểu đồ in trên cái vỏ hộp của cái sản phẩm đó nên là cái biểu đồ dành cho cái sản phẩm đó hơn là ở một sản phẩm khác. Nhưng mà cái vấn đề này nó cũng nhỏ hơn, nó chẳng có vấn đề gì. Ngoài ra thì những cái phần này thì giống như nhau, này nó sản xuất ở Hy Lạp, châu Âu. So với Kinen thì nó sản xuất ở Mỹ. Rồi đây là những cái thông tin, những cái giới thiệu. Ví dụ như là về phần bảo hành đó là bảo hành trọn đời, sử dụng, tái sử dụng và vệ sinh sau 10.000 tới 15.000 cây. Ở trong cái hộp này thì chỉ có một cái lọc gió thôi. Cái lọc gió thì mình đã gắn lên cái xe rồi. Mình sẽ để cho anh em một số hình ảnh cái ngày mình gắn cái lọc. Thật ra thì mình gắn cái lọc này ở nhà cũng được thôi, chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà với cái mức tiền mình bỏ ra mà người ta đã gắn cover luôn cái công gắn thì cứ để cho thợ người ta gắn luôn. Thì đây là cái lọc. Bên trong thì nó cũng chẳng có gì nhiều, bên trong nó chỉ có gồm có đây, một vài giấy tờ. Ví dụ như là cái tờ giấy bảo, cái tờ giấy đăng ký bảo hành. Nói chung thì ở Việt Nam cái tờ giấy này không xài được. Một cái tờ hướng dẫn cách vệ sinh lọc. Rồi còn gì nữa không? Còn ok, còn mấy cái này bữa nay mình mới để ý là ba cái miếng sticker. Ok, hai miếng này thì dán hai thùng, còn cái này thì dán lên bố. Vậy xong hết, nó chỉ có vậy thôi. Bích của mình mất 2.250.000. Tức là những gì chúng ta cần làm là phải chỉ là tháo cái yên ra. Thì đây là cái vị trí của cái lọc gió. Công việc của chúng ta là tháo cái ắc quy ra, tháo mấy cái con ốc chỗ này ra, đẩy kéo cái lọc gió ra ngoài.
và như mình đã nói là ở trên lọc gió nó sẽ có bốn con ốc cố định đó, và chỉ việc tháo bốn con ốc nó ra, gỡ lọc gió bỏ ra ngoài, gắn cái lọc gió mới vào, vậy là xong. Tiện thể nói tới cái chỗ này thì mình cũng có một cái lưu ý nhỏ dành cho anh chị em nào muốn mua chiếc xe này mà đi off-road, mà chuyên đi lội nước á, thì các anh chị em lưu ý cho là cái lọc gió của mình nó nằm ở chỗ này. Thì khi mà đi lội nước á, mình cũng nên ước chừng là như thế nào á, đừng để cho cái lọc gió này nó bị ngập cái họng lọc gió để ngập nước. Tại vì khi mà nước vào động cơ á, nó sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Và chưa cần nước vào động cơ nữa, chỉ cần nước nó ngập tới cái chỗ này nè, nó ngập tới cái khu vực cầu chì này nè, nó sẽ làm cái hệ thống điện nó có vấn đề đầu tiên. Thì sau đó là có thể nước sẽ đi vào động cơ và nó sẽ làm những vấn đề phát sinh ở động cơ. Nhiều anh chị con xe này nè thích làm cái bô, thích làm cái bô vuốt cao là nó tận đây, cái đầu ống bô nó sẽ nằm ở chỗ này nè. Thì khi đó nó cái đầu bô nó lại cao hơn cái lọc gió, nó lại cao hơn cái lọc gió này mà chỗ này. Nó sẽ dễ gây ra một cái chủ quan đó là mình sẽ đi vào cái vùng nước sâu tốt hơn. Thì khi đó người ta sẽ nhớ tới cái bô nhiều hơn là nhớ tới cái lọc gió. Có thể là mình sẽ đi vào cái vùng nước là nó không ngập tới cái bô ở đây, nhưng mà lúc đó là ngập qua được cái bình ắc quy và cái chỗ lọc gió, cái họng lấy gió rồi, và nó sẽ gây ra nhiều nguy hiểm hơn cái việc mà nước nó lọc vào bô. Thì bởi vậy mình thích cái bô này là do nó nhẹ hơn zin và nó cao hơn zin một tí xíu, nhưng mà nó vẫn nằm ở cái vị trí là nhắc nhở mình đó là không bao giờ được đi vào cái vùng nước á, nó cao hơn cái bô này quá nhiều, nó tầm khoảng nhiêu đây là đi được. Còn không tốt nhất là cứ quay xe lại đi, mình sẽ chọn một con đường khác đi và nó an toàn hơn. Thì nước nó nằm khoảng nửa cái chỗ này á, tới cái chỗ này á là được rồi, mình không cần đi cao quá hơn. Ok, với lại thì đối với chiếc xe nặng như thế này mà đi lội nước á, có nhiều vấn đề xảy ra mà mình không thể nào mà mình giải quyết được đâu. Đó, thì video clip này mình chia sẻ sơ qua, thì mới giới thiệu một số chia sẻ ngắn về cái lọc gió. Thì ở clip sau á, mình sẽ để chạy thử trên đường và đưa ra những cái đánh giá khi mà sử dụng cái lọc gió độ này ở các vòng tour khác nhau, các tốc độ khác nhau, ở các điều kiện đường xa khác nhau. Ok, clip này mình dừng ở đây. Các anh chị em nhớ đón xem clip sau để biết được cái tác dụng thật sự của cái lọc nó có tốt hay không nhé. Tôi đẩy vòng tua lên cao nữa. Đây là cái mình rất là hài lòng khi mà sử dụng cái lọc gió này, đó là nó lên rất là mượt. Đó. Ở sơ 4 đó, khi mà mình kéo lên tới 128, 130 km/h á,